Một lần nữa TV xin mến chào quý bà con cô bác, quý anh chị em thân mến. Hồi nãy TV livestream 20 phút cũng cái đề tài là đoàn kết tại hải ngoại và tại sao chúng ta cùng chống cộng mà livestream chống nhau. Hồi nãy mà 20 phút đó đó thì nói cho ngay đó là TV256 không biết là mình livestream mình đang ở cái chế độ mà khóa lại không có người nào xem hết á, mà mình cũng không để ý nữa. Mình sẽ thấy bữa nay sao mình livestream mà không có một người nào đến hết. Mình quên đi đó là mình đã trong cái chế độ khóa là mình chỉ có xem một mình nên mình thôi. Thành ra mình 20 phút mình thấy làm lạ lắm, mình nói chưa bao giờ mình thấy livestream mà không có người đến. Thì cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe. Chào bạn Khang Trần. Chào bạn Tùng Phạm, chào bạn Việt Nam Thành Thái, chào bạn Phụng Nguyễn nha. Thì bây giờ chắc mình phải nói lời từ đầu á. Cái đoạn mà 20 phút đó chắc mình xin chắc 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 hủy bỏ. Nó cũng còn ở trong cái trang nhà của Mỹ Linh Nguyễn nha. Thì hôm nay mình coi như mình có hai cái tựa đề, một là đoàn kết tại hải ngoại và tại sao tất cả những người mà chống cộng đó, mà hiện tại đó mình thấy có nhiều cái clip mà cũng chống cộng nhưng mà lại chống lẫn nhau rất là nhiều. Thì hôm nay mình muốn đưa cái đề tài đó. Tại vì hôm qua đó TV256 có lời một cái trang nhà của bạn Vương Nguyễn. Thì bạn Vương Nguyễn cho rằng đó là bạn đưa ra một cái tiêu đề đó rằng là tất cả những ai mà chống đối chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đó thì bạn sẽ mời lên trên diễn đàn của Vương Nguyễn. Và bạn sẽ phản biện. Thì đại ý thì TV thấy bạn Vương Nguyễn rất là bực mình là khi những cái thành phần mà chống cộng nhưng mà lại đánh phá chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Chống đối và có những cái hành động chửi bới thô lỗ. Thì TV thấy cần phải nói lên cái đề tài này, cái đề tài mà những người ở trong quốc nội cũng như bạn Vương Nguyễn đó sẽ không nắm rõ được cái tình hình ở hải ngoại. Thì nói thật đoàn kết đó, mình nghe cái chữ đoàn kết đó thì ai nói thì cũng được nhưng mà mình thấy nó rất là khó. Nó rất khó là những người mà hải ngoại đó họ sống ở trong cái nước sở tại đó, họ được cái quyền tự do thật sự. Họ có quyền được nói tất cả những gì mà họ suy nghĩ, họ cảm thấy đúng thì họ có quyền họ lên tiếng. Và các nước sở tại cũng là một cái môi trường tự do dân chủ. Dân chủ là mình chấp nhận tất cả những cái chính kiến, tất cả những ý kiến mà khác biệt nhau. Ở hải ngoại thường thường người ta
đo lường cái mức độ dân chủ là người ta nói rằng là tôi có thể thù bạn, tôi có thể ghét bạn đi, nhưng mà tôi sẵn sàng chết chết để mà bảo vệ cái tiếng nói của bạn. Cái đó là nó nói lên cái điều mà dân chủ giống như là tuyệt đối vậy đó, là bạn có quyền nói ở ở ở các nước sở tại như thế này. Cái đó là dân chủ là như như vậy đó, là mình có quyền mình nói tất cả những gì mà mình muốn nói, hiểu không? Đồng ý là TV hiểu rằng nó có những chuyện mà mình không không đáng nói, tại vì mình đó, nếu mà mình xúc phạm người khác, mình chửi bới người khác một cách vô cớ thì luật pháp nó cũng trừng trị đó, chứ không phải là không. Nhưng mà ở ở hải ngoại đó, nó có cái phần nó gọi là TV học hỏi được là theo cái luật pháp đó, hễ mà những người nào mà nổi tiếng á, nó gọi là public figure, thì lẽ dĩ nhiên những người public figure là những người, dịch ra là cái người của quần chúng, cái người của công cộng, thì mình được nói đến cả xúc phạm luôn cũng được nữa, không sao. Mình có thể chửi tổng thống Mỹ Donald Trump cũng không sao hết, luật pháp không có cấm. Nhưng mà vừa rồi đó, chị muốn chia sẻ một điều là cá nhân TV256 là trong coi cái diễn đàn TV256 bên YouTube, thì cá nhân TV được bị chính là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ảnh thưa kiện với bên YouTube lần là TV cũng như là xúc phạm ông ta. Mà quý vị thừa biết mà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là một nhân vật gọi là nổi tiếng, chứ đâu phải là không nổi tiếng đâu. Thành ra TV kháng 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 cáo lại, và TV chấp nhận rồi là ra tòa rồi là đối chất với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Dạ, chào bạn David Dọn. Thì TV đang chờ đợi thôi, chờ đợi để mà ra tòa rồi là đối chất với Đàm Vĩnh Hưng. Thì có lẽ thì TV sẽ đi đó, nếu mà Đàm Vĩnh Hưng tố cáo TV vô YouTube thì TV sẵn sàng phản biện thôi. Nhưng mà đại khái là YouTube hiện tại nó cho TV một cái strike, là một cái vi phạm cộng đồng. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề, tự nhiên liên quan vào Đàm Vĩnh Hưng, thì bây giờ trở lại cái vấn đề mà đoàn kết, TV muốn nhắm vào cái chủ đề đó. Thì trước hết là mình hiểu cái thế giới mà tự do dân chủ thì người dân được có quyền mà tuyệt đối được được nói những gì mình thích, thấy không? Thì thử hỏi như vậy thì làm sao mà đoàn kết được? Mỗi người một ý kiến là sao đoàn kết? Đó là cái thế giới của dân chủ, nó tự nhiên như vậy. Chúng ta ai đều khác nhau hết, chúng ta không phải là những con người cộng sản. Những con người cộng sản có thể là họ học tập rồi nhau, rồi họ được dạy dỗ từ nhỏ tới lớn, rồi phải tuân phục nhà cầm quyền, rồi rồi phải là đảng là trên hết, rồi Bác Hồ là tuyệt đối là vĩ đại. Những cái trò mà rất là trẻ con, những cái trò mà mình cảm thấy không thể nào xảy ra ở trên cái thế giới mà mình đang sống, cái thế giới mà tự do dân chủ mình đang sống, thì mình cảm thấy đây là những cái hoạt động mà tội ác của Đảng Cộng sản, của Đảng cầm quyền, mà mình cần phải phải lên tiếng. Thì đó, khi mà một cái chế độ mà độc tài như vậy, nó ép buộc dân bằng nhà tù, bằng họng súng AK, bằng bằng roi điện, bằng dùi cui,
thì lẽ dĩ nhiên thì nó được sự nó, người dân phải theo nó thôi, họ không có còn một cái đường lựa chọn nào hết. Tại vì nếu mà họ chống lời cộng sản, họ chống lời nhà nước thì họ bị bỏ vào tù thôi. Ngay đến cái quyền biểu tình và quyền cơ bản của người dân mà họ cũng bị đánh đập, họ bị tống vào nhà tù như vậy. Đó là cái thế giới cộng sản như vậy. Thì chứ thì quý anh chị em thấy nó đoàn kết, nhưng mà sự thật nó là giả tạo. Con người phải chấp nhận những cái ý kiến gọi là khác biệt, không thể nào mà giống nhau, ai mà giống nhau hết. Thì đến tạm thời nó bọn cộng sản nó đoàn kết, người ta nói như vậy, nhưng mà rốt cuộc quý anh chị em thấy nó cũng đang chống lẫn nhau. Những cái thành phần mà trên đầu não bộ chính trị chúng ta đang thấy nó đang đánh đấm lẫn nhau dữ dội lắm. Nhất là chúng ta thấy qua cái vụ mà bỏ phiếu, mà nó gọi là bỏ phiếu tín nhiệm đó. Đến giờ này TV256 muốn thấy cái kết quả của bỏ phiếu tín nhiệm. Một cái điều rất là thô bỉ, đã nói bỏ phiếu là phải có hai sự lựa chọn, một là anh bất tín nhiệm hoặc là hai là anh tín nhiệm. Còn bỏ phiếu mà là tín nhiệm hết, bỏ phiếu tín nhiệm là cái quái gì? Khi không là bỏ phiếu rồi tín nhiệm yếu rồi. Con Thúy Thị Dương, cảm ơn cháu Thị Dương đã đến với TV256 để TV muốn nói cái chủ đề này, đoàn kết á, đoàn kết để mà chia sẻ dùng cái anh Vượng Nguyễn. Mong rằng có một ngày nào đó anh Vượng Nguyễn thấy được cái nghe được cái clip này của TV256. Thì TV mới bắt đầu thôi, bắt đầu mới có 11 phút rồi. Thì nhắc về cái phiếu tín nhiệm thì TV thấy đây là một cái điều rất là thô bỉ, do ông Nguyễn Phú Trọng tạo ra cái cách mà để lấy phiếu tín nhiệm. Ba cái phiếu đều là tín nhiệm hết. Tín nhiệm nó đâu có thước đo đâu, nó đâu có thước đo mà giống như là chiều dài cao thấp. Tín nhiệm hoàn toàn nó không có thước đo. Tín nhiệm thấp rồi tín nhiệm như thế nào? Nó cũng là tín nhiệm, và tín nhiệm không nó cũng là tín nhiệm. Rồi tín nhiệm cao nó cũng là tín nhiệm, nó đâu có thước đo đâu. Thành ra ba loại phiếu đều là tín nhiệm hết. Tín nhiệm hết thì làm sao nói người ta dở được? Tín nhiệm anh đâu có thể sa thải một cái người mà được người dân tín nhiệm như vậy. Đã tín nhiệm rồi làm sao mà sa thải anh ta được? Tín nhiệm rồi làm sao mà trừng phạt được? Đó là cái bản chất lưu manh của thằng cộng sản, cái bản chất lưu manh của tên Nguyễn Phú Trọng. Nó gian ác, nó tạo ra cái ba cái loại phiếu tín nhiệm. Chứ sự thật đó, ở các nước quốc gia dân chủ như TV256 đang sống, không bao giờ có vụ việc đó mà xảy ra, bảo đảm luôn. Nếu mà có lựa chọn hoặc là bầu cử thì nó chỉ có hai lời phiếu thôi. Một là anh bất tín nhiệm, anh không đồng ý cái hoạt động của một cái người mà cho công cộng như vậy, một người thủ tướng hoặc chủ tịch nước, anh bất tín nhiệm, anh không đồng ý cái ông đó ông lên làm thủ tướng. Hoặc là anh tín nhiệm thôi, và anh đồng ý, anh phê chuẩn đó, là anh tín nhiệm cái người đó lên làm tổng thống thủ tướng. Chứ đâu mà có ba lời phiếu kỳ cục vậy, anh thấy không? Một cái đất nước mà mình biết rằng là nó không có dân chủ là như vậy. Đến giờ này, chào vô tượng, đến giờ này nha nha, TV tự tưởng tượng, anh em tự tưởng tượng coi. Cái ngày mà bỏ phiếu, mà ba cái loại phiếu mà tín nhiệm đó, đến giờ này đó, báo chí hứa hẹn là ngày 26 tây là ngày công bố kết quả, bỏ phiếu là ngày 25. Thì 26 tây công bố kết quả cho toàn dân biết. Và báo chí tôi TV đọc y như vậy. Đến giờ này chúng ta chưa có ai biết được cái kết quả phiếu tín nhiệm hết. Mà TV chỉ nghe lời đồn thôi, là
cái phiếu mà tín nhiệm của Nguyễn Phú Trọng đó, nó thấp nhất, là cái người ta mà tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp và tín nhiệm đó, thì Nguyễn Phú Trọng lấy được cái số phiếu tín nhiệm thấp. Nó ngược đời, nó xảy ra như vậy. Thành ra cái đó mình chỉ theo những cái mà nó xảy ra trên YouTube, và người ta nói cái phiếu tín nhiệm của Nguyễn Phú Trọng đó, chủ tịch nước và là tổng bí thư đó, lại là con số phiếu thấp nhất, thành ra hoàn toàn không có công bố được. Thành ra đến giờ này chúng ta cũng vẫn chưa biết, chỉ có trong bộ chính trị á, là bỏ phiếu trong những người thành viên trong bộ chính trị thôi. Thành ra hoàn toàn chúng ta bị bưng bít tin tức, dù rằng là trước đó chúng ta được thông báo là sẽ có cái kết quả tín nhiệm là gì, có mục đích gì, có lợi ích gì cho nhân dân. Thì mình biết là những người cộng sản họ họ bày trò để mà làm mất thì giờ thôi, chứ sự thật ra là chúng ta thấy nó là chỉ là đề cử không à, nó đề cử ra rồi quốc hội biểu quyết thôi, chứ người dân không có được thực sự bầu ra cái người đại diện cho mình. Thể chế dân chủ đó nó cũng tạo ra cái điều kiện là người dân được dùng cái lá phiếu của mình để bầu ra người đại diện cho mình. Còn thế giới cộng sản thì thôi đi, đừng có bao giờ nói đến có một cái bầu cử mà sự thật như vậy. Tại vì một người trong nhà còn có thể là đại diện bầu cho một người gia, trong nhà có thể có 5 7 người phải không? Họ có quyền họ đại diện cho tất cả những người khác để mà bầu cho. Và đến rồi nó hoàn toàn không có tranh cử. Phải không? À, chúng ta chưa bao giờ chúng ta thấy mà chủ tịch nước mà có 2 người đứng ra tranh cử, dù là một chỉ là một đảng. Tại sao? Tại sao nó sợ cái vấn đề mà tranh cử như vậy? Phải không? Một cái chế độ nó bất công. Cả một quốc hội chưa từng trong thế giới cộng sản mà chúng ta thấy có 2 người là chủ tịch ra để mà tranh cử, hoặc là 2 người thủ tướng để mà ra tranh cử, hoàn toàn chúng ta không thấy điều đó. Cái chế độ này nó hỗn tạp lắm, nó kỳ lạ ghê lắm. Nó là người trong hành pháp nè, nó cũng cầm quyền nè, rồi luật pháp nó cũng cầm quyền nè, nó nằm ở trong, nó đại biểu quốc hội thôi, thủ tướng nó cũng cho chân ở trong đại biểu quốc hội nữa, kỳ. Vừa đá bóng vừa thợ còi, nó vừa hành pháp rồi nó còn viết luật pháp nữa, rồi thử hỏi rồi ai mà chịu nổi. Thì cái chế độ dân chủ là nó vậy. Nhưng mà bây giờ đó TV muốn chia sẻ với anh Phượng Nguyễn là nó vẫn có thể xảy ra được, là có thể xảy ra sự đoàn kết được, là có một trường hợp đặc biệt mà TV256 đã chứng kiến, là khi cái ông Trần Trường của các cơ sở Hitech Computer ở ở miền Nam San Jose đó, thì ông treo cái lá cờ Phúc Kiến, cờ đỏ sao vàng, và ông treo luôn cả hình Hồ Chí Minh nữa, mà hai cái biểu tượng đó là 2 biểu tượng đáng ghét nhất của cộng đồng người Việt hải ngoại. Mà quý anh chị em thử coi, người Việt hải ngoại họ không có lựa chọn, họ bỏ quê hương vì cái lá cờ máu đó, vì cái lá cờ máu đó, cái lá cờ Phúc Kiến đó, nó chiếm chiếm Sài Gòn, nó chiếm cái miền Nam Việt Nam, họ bị mất tự do, họ không được quyền nói những gì họ họ nói, thì làm sao họ sống trong cái chế độ cộng sản được, họ phải bỏ nước ra đi, thì bắt buộc họ phải công nhận cái lá cờ vàng ba sọc đỏ là cái cờ tổ quốc. Và họ biết rõ rằng là cái là cờ Phúc Kiến, làm sao họ chấp nhận cái là cờ Phúc Kiến là cái là lá cờ tổ quốc nữa.
Thành ra cái chuyện đó là chuyện tự nhiên thôi, phải không? Thì đó, khi mà thấy Trần Trường treo cái cờ cờ đỏ và hình hộ là thế, là đồng bào kéo nhau đi biểu tình. Nói thật quý anh chị nghe, mới đầu á có một vài trăm người thôi, sang vài ngày sau nó lên tới con số cả ngàn, rồi gì cả một tuần lễ sau nó lên 10.000 người, đến hồi mà mười mấy ngày sau nữa, 20 ngày sau nó lên đến 50.000 người, trên 50.000 người. Và những hình ảnh nó chụp từ ở trên máy bay trực thăng nó chụp xuống, nó phổ biến ra cho cộng đồng quốc tế biết, thì báo chí bên Mỹ nữa, thì chúng ta thấy rõ ràng, chúng ta thấy có sức mạnh đoàn kết, nó có thể đoàn kết được chứ phải không? Người dân tuy là khác một cái tư tưởng, khác cái chính kiến, nhưng mà họ có thể cùng nhau để mà làm một cái sự việc mà phải làm, họ thấy đúng là họ xuống đường để họ tham dự. Mà quý anh chị em biết mà 50.000 người, mà trong lúc đó thì đâu có bao nhiêu người, vài trăm ngàn người, mà 50.000 người là con số rất là lớn, con số để có thể nói lên cái sự đoàn kết tuyệt vời ở ngoài ngoài để mà chống lại Trần Trường. Thì hôm nay, ngày hôm nay chúng ta cũng thấy cái con số đoàn kết nó xảy ra vào ngày 10 tháng 6, mà khi chúng ta thấy hàng trăm ngàn người ở Việt Nam xuống đường để mà đả đảo cái những ba cái đặc khu Bắc Vân Phong, rồi Phong Vân, rồi Phú Quốc nữa, thì đó nó thể hiện cái sự đoàn kết. Cái đoàn kết nó, tôi nghĩ rằng nó cũng âm ỉ trong trong lòng của mỗi người dân Việt Nam. Từ ngàn xưa nó đã có những cái đoàn kết như là hội nghị Diên Hồng, hội nghị Bình Thang, không? Nó có những cái điều mà nó phải bảo vệ cái đất nước này, nó tạo nên một cái truyền thống và chấm xâm lăng mà cả ngàn năm giặc Tàu cũng không thể nào mà chiếm được cái miền Việt Nam của chúng ta. Thành ra chúng ta tin tưởng rằng, chúng ta tin rằng rằng chúng ta có thể tạo được cái sự đoàn kết đó chứ không phải là không. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng tiền ở đâu Việt Cộng có, hàng triệu người ở hải ngoại này, 4-5 triệu người hải ngoại này, họ thương nhớ gia đình, họ gửi những đồng tiền về Việt Nam. Rồi đồng tiền đó đi đâu? Một số có thể rằng là những đồng tiền đó chạy về nước trở lại, nhưng mà một số đồng tiền nó giữ ở đây, hàng hàng triệu, hàng trăm triệu đô la nó giữ ở đây để mà nó nuôi những cái cơ sở, những cái cơ sở tình báo của nó, bắt buộc tụi cộng sản nó làm điều đó. Những cái cơ sở tình báo đó nó không cần phải 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 kiếm thêm người đâu, nó chỉ cần tung tiền ra thôi. Cái nhiệm vụ nó là tung tiền ra, nó mua chuộc, nó mua chuộc những tờ báo, nó thành lập những tờ báo, nó mua chuộc những tờ báo, nó mua chuộc những đài phát thanh, mua chuộc những đài truyền hình để mà phục vụ cho cái mưu đồ của cộng sản nó, chào bạn Đức Miệu. Thành ra chúng ta không có lạ gì mà chúng ta thấy được cái nghị quyết 36, mà rất nhiều người đã bàn về cái nghị quyết 36 là đó, cái nghị quyết là có thật. Trong khi tất cả những chúng ta đó đều làm việc không lương, chúng ta hoàn toàn làm việc không lương cho cộng đồng, cho xã hội, thì làm sao chúng ta thắng được một thằng nó làm việc có lương, nó ra nó tranh cử cộng đồng, chúng ta chịu nổi không? Chúng ta biết đó nhưng mà không làm gì được, tại vì nó đó, nó sẵn sàng nó chào lá cờ máu ý, nó sẵn sàng nó là chào lá cờ đỏ, cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta, nó sẵn sàng nó làm điều đó.
và nó sẵn sàng nó bận luôn cả bộ đồ Việt Nam Cộng Hòa nữa, chúng ta làm gì được nữa. Và chuyện đó là sự thật, nó đã xảy ra. Đó là cái mưu đồ của thằng Cộng sản. Chúng ta thấy ông Đại quý Nguyễn Phương Hùng không? Đại quý Nguyễn Phương Hùng mà trong cái trang nhà là KBC Hải ngoại đó. Nếu mà chúng ta biết, chúng ta vào cái trang nhà KBC Hải ngoại của Nguyễn Phương Hùng, một đại quý Nguyễn Phương Hùng có tên tuổi đàng hoàng, đại quý quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó, mà thế rồi ổng lại đi về nước, rồi ổng đứng dưới ổng ổng bây giờ ổng bận nguyên cái áo gọi là cờ đỏ sao vàng luôn, ở hải ngoại luôn đó. Chúng ta làm gì được? Chúng ta không làm gì được. Ở hải ngoại người ta có cái tự do chính kiến mà, hiểu không? Cái bằng cái áo cờ đỏ sao vàng là cái chính kiến của người ta, mình đâu có làm gì được. Những người hải ngoại này hoàn toàn không có quyền hành, họ đâu có phải quyền hành gì đâu, tất cả đều là quyền hành của một cái quốc gia sở tại, họ đâu có quyền hành. Thế là nó hoạt động, nó sanh sôi, nó nảy nở ra ra Nguyễn Phương Hùng, rồi Nguyễn Ngọc Lập, rồi nó có nhiều lắm, nó đủ thứ hết đấy, mình phải chịu thôi. Mình không có, ngay cả Hùng Cửu Long đó, Hùng Cửu Long lại lại Nam Kali đó cũng muốn bằng cái cờ đỏ sao vàng mà bị người ta la lối um sùm đó, nhưng mà cũng chưa có ai đánh à, chưa có ai đánh hết đó, tại vì người ta hiểu về cái luật pháp. Luật pháp ở bên 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 nước Mỹ này nó rất là tôn trọng nhân quyền lắm, chứ không phải là không. Nhưng nó đuổi về là đuổi về, nhưng mà nó phải, nó rất là tôn trọng nhân quyền, mình phải công nhận điều đó, chứ không phải là nó đuổi về là tôn trọng nhân quyền, không tôn trọng nhân quyền đâu. Tại vì anh là phạm pháp mà anh chưa có quốc tịch nữa, thí dụ vậy. Anh không vào thành một người công dân của người Mỹ thì người Mỹ có thể trục xuất ông ra khỏi cái đất nước Mỹ này, nếu mà anh có những hành động cũng như ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp rồi gây những tai họa cho nước Mỹ này, thì nước Mỹ có quyền trục xuất anh chứ. Donald Trump có quyền trục xuất anh, chuyện đó rất là tự nhiên. Thành ra đó, nó có cơ sở tình báo để mà cái phận sự của nó ra nó tranh cử cộng đồng. Cái phận sự nó đi viết báo, nó chửi, nó đâm đầu này, nó thọc bị đỏ, nó khích người này người nọ, rồi làm cho người ta đánh nhau. Người ta đánh nhau dễ chứ không khó đâu. TV đó, TV256 đó, thưa thật với anh chị em là gần như TV đấu tranh hàng ngày luôn, hàng ngày mà trong suốt mấy chục năm trời như vậy. Làm sao mà TV không hiểu được? Thành ra TV có biết bao nhiêu kinh nghiệm để mà hiểu về những cái cơ sở tình báo của nó. Ngay cả cá nhân TV này, TV cũng biết gì. Khi mà TV lên tiếng, TV đấu tranh từ, phải nói là biết bao lâu rồi, từ năm ta mới qua đây là TV đã bắt đầu đấu tranh rồi. Nói thật đấy, 1970, 70, 78 là đã bắt đầu đấu tranh rồi. Cho đến ngày hôm nay đó, thì TV hiểu rất là nhiều. Và TV lấy một cái nick là Mỹ Linh Nguyễn, là từ năm 1980 mấy thì phải, 88, 89 nữa. Cái nick Mỹ Linh Nguyễn là lâu lắm rồi. Và TV hiểu được rằng tụi Cộng sản nó tuy là TV, nó biết TV bên Mỹ, nhưng mà nó lên án TV là nó tử hình TV 5 lần như vậy. Thưa thật với quý anh chị em, nó tử hình TV 5 lần. TV nó tử hình Mỹ Linh Nguyễn 5 lần. 5 lần nó gửi email mà khác với nhau, nó 5 người khác nhau đó chứ mẹ. Tại vì TV đơn giản là TV gửi gửi thơ về Việt Nam.
tốn tiền, lúc đó tiền tem mắc kinh khủng luôn. Mình gửi thơ về tất cả những khách sạn, những địa chỉ đủ thứ hết, nhiều địa chỉ đủ thứ hết, TV coi cái điện thoại nên dám TV gửi biết bao nhiêu. Rồi xong gửi xong rồi sau này đó mình có internet thì mình lại gửi email. Một lần TV gửi là biết bao nhiêu tiền tiền email, thời đó nó gửi tốn tiền khủng khiếp luôn á. Một một cái mà em con online là nhiều khi nó chặt mình 300, 400, 500 một tháng là thường nữa. Tại vì mình sử dụng rất là nhiều. Thành ra đó nó nói mình những cái thư mà TV nhận lại từ từ email từ Việt Nam mà TV gửi đó. Nói cho nghe mình gửi những tin tức đấu tranh thôi, mình gửi những bài viết đấu tranh thôi để cho người Việt Nam hiểu thế nào là tự do, dân chủ, nhân quyền. Mục đích chung của mình là vậy. Và mình nói lên những cái quan điểm là những cái bức tường Bá Linh đã sụp đổ, Liên Xô đã bị sụp đổ, mình kể cho đồng bào mình biết ở trong đất nước. Nó gọi là mình đâu có làm gì hơn là ngoài mình chuyển những cái tin tức đấu tranh đâu. Thế mà nó gửi qua, nó nói tại sao lại có những người Việt Nam mà vô tâm như vậy mà ăn những đồng tiền dơ bẩn của CIA của Mỹ để mà làm những cái chuyện mà chống phá quê hương này, chống phá cái đất nước này. Họ nói như vậy đó, mà trong khi mình phải bỏ tiền túi mình ra để mình đấu tranh, nó đau thương cho cái này. Mà không phải mà chỉ như như đó không, những người cộng sản trong nước họ nói mình rồi, những người hải ngoại nó cũng đánh mình luôn. Nó nói là mình đấu tranh cùi, nó nói mình đấu tranh là có rất là nhiều tổ chức ở đằng sau lưng mình, là có rất là nhiều người, nó nghĩ là mình là một tổ chức rất là lớn. Nói thật ra tại vì mình dành tất cả những thời giờ cho mình cho cuộc đấu tranh. Nói thiệt mình không bao giờ thua Thùy Dương đâu. Thua Thùy Dương về cái thời giờ mà bỏ ra đó, bỏ ra mỗi ngày để mình đấu tranh nữa. Mỗi ngày mình đấu tranh có thể là mười mấy 20 tiếng. Có thể như vậy nữa đó, thời mà mình đấu tranh trong một cái giai đoạn rất là dài với cái nick Mỹ Linh Nguyễn. Thành ra nó bịa chuyện nào nọ là nó nói Mỹ Linh Nguyễn có chồng, đó là có chồng là Mỹ Đen nè, rồi CIA nhận tiền của ngoại bang nè để mà đánh phá đất nước, chuyên môn như vậy, đúng không? Nó gọi là chụp mũ đủ thứ đó. Thành ra TV hiểu được cái sự khốn nạn của những cái người cộng sản này. Thành ra TV thông cảm và TV hiểu được những nỗi đau khổ, những bực tức của Thùy Dương khi bị những người cùng chuyến tiếng mà đánh phá mình. Cá nhân TV cũng bị vậy, cá nhân TV bị nhiều lắm, nhiều người cùng chuyến tiếng lắm. Nguyễn Phương Hùng là một người cùng chiến tuyến đánh đánh TV, không? Ngô Kỷ là một người cùng chiến tuyến đánh TV, TV256. Nhưng mà quý anh chị nên nhớ cái chủ trương của TV256, chấp nhận người ta đánh mình nhưng mà hoàn toàn không đánh lại. Đó là cái chủ trương của TV256. Mình đánh lời đó, nó chỉ làm tan nát thêm thôi. Tại vì người ta cũng là chống cộng giống mình, mà người ta đánh mình phải chịu. Nếu mà mình đính chính được những cái gì mà người ta đánh mình đính chính, mình minh bạch là mình không có làm chuyện đó, thì mình chỉ trả lời nhỏ nhẹ mình không có làm chuyện đó, đủ rồi. Nhất định mình không bao giờ đánh lời cá nhân cái người đó. Đó là cái chủ trương của TV256. Tại vì đó, khi mà chúng ta hai người mà chúng ta đánh với nhau mà cùng chống cộng hết rồi, người ta biết rằng là ai sai ai đúng.
rồi người ta nghĩ thằng này cũng là cộng sản, hoặc là thằng kia cộng sản, hai thằng thế nào cũng có thằng cộng sản. Đồng bào người ta nghĩ đơn giản lắm, và người ta sẽ mất niềm tin. Từ đó đó, không bao giờ chúng TV hiểu được những điều đó. Thành ra cá nhân TV26 không bao giờ đánh ai hết đấy. Tại sao chúng ta không đánh một cái người gọi là gây ra tội ác với dân tộc Việt Nam, là cái bọn cầm quyền đó. Bọn cầm quyền đó nó đang gây ra tội ác với dân tộc Việt Nam. Chúng ta phải chĩa mũi dùi vào nó để mà có thể giải quyết được tận gốc rễ. Tại sao chúng ta không làm mà chúng ta đi đánh những cái người cùng anh em chiến tuyến với mình, mà chúng ta không chứng minh được, hoàn toàn chúng ta không chứng minh được nó là gián điệp, nó là nằm vùng, chúng ta không có thể nào mà chứng minh được. Nó rất là khó, phải nói nó vô phương khó. Nó cứ nhúc núp ở trong cái hàng ngũ chống cộng, nó cũng bằng cờ đỏ, cờ cờ vàng ba sọc đỏ giống mình, nó còn bằng quân phục nữa. Đánh không nổi, khi mà đánh không nổi tốt hơn, và chào và anh Benny Trương, khi mà đánh không nổi thì tốt hơn im lặng. Đó là TV giữ thái độ đó, im lặng. Nhưng mà TV vẫn tin tưởng là cái sự đoàn kết nó có nha, chứ không phải là không có. TV vẫn tin tưởng bằng điều đó. Đến một cái ngày nào đó, nó có một cái biến cố nào đó, tất cả mọi người dân đều tập trung vào việc dập sập cái chế độ cộng sản này, nó sẽ xảy ra. Nó chưa đến thời điểm thôi, nhưng mà nó phải xảy ra. Và TV tin tưởng rằng, TV rất quý mến những người giống như anh Benny Trương, Tăng Thái, ra rã mỗi ngày để mà tiếp xúc dùng với những anh em trong nước. Chúng ta có quyền làm được rồi. Ở trong nước có một số người không hiểu biết, nói rằng là chúng ta xúi đồng bào. Nói thật, đối với TV 256, TV 56 chỉ cần hỏi lại những cái người đó: bạn có trên 12 tuổi không? Nói thật, mà con nít 12 tuổi đó mà TV dụ dỗ được là cũng là hay lắm rồi đó. Bạn đừng cứ làm trở thành những đứa bé mà 12 tuổi để mà nghe theo lời xúi dạy. Anh Benny Trương có quyền nói điều đó, anh Tân Thái có quyền nói điều đó, họ có quyền tự do nói những cái điều đó. Anh không thể nào mà anh nói rằng là anh là ở hải ngoại, anh không được quyền nói điều đó. Tôi là ở hải ngoại nhưng mà tôi cũng vẫn có được quyền tự do ngôn luận nói điều đó. Điều gì mà tôi cần nói là tôi nói, anh không có quyền cấm tôi. Nhưng mà anh phải đặt cái tình trạng của anh là anh phải trên 18 tuổi, trên 20 tuổi, 21 tuổi rồi, anh có quyền quyết định. Anh có quyền quyết định anh làm theo cái lời người đó, hoặc anh có quyền từ chối là do anh. Chứ đừng đừng bắt người ta phải im lặng. Đừng bắt người ta phải im lặng. Tại sao cái thằng mà nó gây ra tội ác với dân tộc mình, tại sao không chửi mũi dùi vào người đó? Tại sao không chỉ những mũi dùi vào người mà có cái quyền hành, có cái quyền lực trong tay? Chúng ta cần chỉ mũi dùi vào những người đó hơn là chúng ta chỉ mũi dùi vào cô Lý Sa Phạm, vào anh Benny Trương, vào anh Tân Thái, hoặc là vào cả chính phủ, gọi là chính phủ gì? Đào Minh Quân. Ngay cả TV256 cũng không chính chống chính phủ Đào Minh Quân nữa. Nhưng mà TV biết rõ là một cái người nhân vật đó. TV không đồng ý nhiều đến lắm, nhưng mà TV không chấm. Thấy không? Rất đồng ý, không đồng ý. Tội giả gì mình mang thì giờ của mình để chống những cái việc vô bổ. Ai cũng lớn rồi, đừng có nói Đào Minh Quân dụ ai hết đó. Ai cũng trên 21 tuổi rồi, có sức chơi, có sức chịu. Phải không? Lớn rồi mình đủ cái khôn ngoan, mình sáng suốt để mình nhận định. Còn mình không nhận định được, mình ở tù ráng chịu. Đừng có trách ai hết á.
con người ai cũng lớn rồi, ở bên hải ngoại không có cái vụ đó đâu. Khi mà anh lớn tuổi rồi đó, anh không bao giờ mình nói mà anh bị dụ dỗ người này dụ dỗ người kia. Ở đây đơn giản lắm, ngay các cô con gái chỉ cần 18 tuổi thì chứ không phải 21, là đừng có bao giờ mà nói rằng tôi bị dụ dỗ, nó Mỹ nó không chấp nhận đâu. Đừng có nói tôi bị xúi giục. Chỉ có ở nước cộng sản nó có những cái điều đó để nó nói rằng là người nào khi bị tội cũng nói rồi thì bị tôi bị xúi giục. Không thể chấp nhận được. Xúi giục gì? Trên 21 tuổi mà nó mình bị xúi giục. Nói nghe mắc cỡ. Sẵn đây đó thì hôm qua tới giờ nói thật với TV muốn muốn phỏng vấn cái cô mà Lê Thị Thập, là vợ của anh Lưu Văn Vịnh đó, anh Lưu Văn Vịnh mà sắp sửa đến cái ngày mà xử của anh đó, là ngày 21 tây tháng 1. Mà nói thiệt TV chưa có liên lạc được với chị Thập để mà làm một cuộc phỏng vấn, thành ra cứ trông đợi hoài thôi. Thành ra hôm nay sẵn đây TV cũng nói nhắc nhở với quý anh chị em là ở trong nước là sẽ có một cái vụ xử án anh Lưu Văn Vịnh và một số anh em đồng chí của anh đó, là người đã thành lập ra mặt trận dân tộc đó, mặt trận dân tộc gọi là Việt Nam mà tự tự quyết. Thế là anh bị bắt về cái bắt bỏ tù về cái điều mà 79 79 bộ luật hình sự. Thì nói thiệt quý anh chị em biết rồi, cái điều này nó rất là vô lý. Cái đất nước nó không có cái tòa án mà công bằng minh bạch thì nó xảy ra cái sự hiện tượng đó, bắt người ta vì cái tội lật đổ chính quyền nhân dân, điều 79 là như vậy. Ở bên Mỹ nó không, hoàn toàn nó không có điều đó đâu. Làm sao mà có thể bắt một con người mà lật đổ chính quyền mà bằng tay không được? Mà khi mà anh dù là anh có nhận tội là anh lật đổ chính quyền đi, luật pháp nó cũng không làm điều đó. Anh có nhận tội đi là anh lật đổ chính quyền, nói nè, tôi nhận tội, tôi là lật đổ chính quyền nhân dân nè. Luật pháp bên Mỹ nó cũng nói anh vô tội nữa. Luật pháp bên Mỹ đó là nó phải chứng minh anh có vũ khí đạn dược, anh có cái power, cái thế lực nào anh mới lật đổ cái chính quyền nhân dân được thì nó mới bắt anh vô tù thôi. Nó phải chứng minh, luật pháp hay của nước Mỹ là nó phải chứng minh, chứ không phải tự nhiên anh nói anh vỗ ngực là nó bắt anh đâu, không có đâu. Tại vì đó khi mà mình vỗ ngực để mình nhận tội, thí dụ mình nhận tội giết người hoặc mình nhận tội ăn cướp ăn cắp thì nó cũng phải chứng minh nè, nó cũng phải chứng minh bằng tài liệu à, nó chứng minh bằng hình ảnh, nó chứng minh bằng dấu tay để mà kết tội anh, chứ nó đâu có chứng minh theo lời nói của anh. Tại vì nhiều khi anh nhận tội thế cho người khác thì sao? Nước Mỹ nó không có đồng ý điều đó. Thành ra đó, cái cơ quan tòa án là cái cơ quan để chứng minh rằng là anh lật đổ cái chính quyền nhân dân, chứ không phải chứng minh qua cái lời nói đâu. Việt Cộng nó đánh cho người ta gọi là tan bang á, rồi để người ta tự nhận tội, rồi nó coi đó là người ta nhận tội, đó là kết tội. Đó là cái thái độ của những cái tên mà cuồng tín tàn ác tàn tàn độc như vậy, hại nước hại dân như vậy. Nên là hôm nay đó TV muốn chia sẻ một cái điều, thêm một cái điều nữa ngoài cái vấn đề mà tại sao mà cùng chống cộng mà lại xuyên chống nhau.
Thì bây giờ qua cái đề tài đó rồi thì bây giờ trở thêm một cái đề tài khác nữa là TV muốn vạch vạch ra những cái người gọi là phản bội tổ quốc. Những người phản bội tổ quốc. Tại vì tôi thấy những cái hình ảnh nó nhan nhản ở trên trên YouTube đó. Thứ hình ảnh mà ở trên cao, ở trên mấy cái phòng mà của công chúng đó, những cặp phòng mà của phường hay là của xã, của quận huyện rồi đó, hoặc là nơi tòa án chẳng hạn, chúng ta thấy nó treo lên một cái bảng gọi là Đảng Cộng sản Quang Vinh muôn năm. Thì đó là những cái điều mà nhỏ mà chúng ta cần phải lên án. Tất cả mọi người dân Việt Nam cần phải nhìn thấy cái điều đó. Phải lên án điều đó. Khi mà anh treo cái bảng đó là anh phản quốc. Anh treo cái bảng Đảng Cộng sản Quang Vinh muôn năm là chính anh phản quốc. Chúng ta biết rất rõ mà, dân gì vi quý mà. Xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Thì chính phủ á, xin lỗi quý anh chị em nghe. À, chị Yến Trương ơi, chị Yến Trương à, em cho chị vào cái trang mà trang Mỹ Linh Nguyễn đó, thì chị vào chị coi được. Bây giờ chị nãy giờ chị không vô làm sao mà phỏng vấn chị được, chị phải vô đó, có vô đó thì chị phải đánh tên Yến Trương chứ. Rồi chị bây giờ tắt cái này để em đang nói chuyện nha. Ha, rồi em coi chị có tên rồi chị nói, rồi em sẽ mời chị lên ha. Rồi. Rồi xin lỗi quý anh chị em nha, nãy giờ TV thấy coi có chị Yến Trương chị lên không, tại vì chị muốn mà không thấy chị đánh một lời nào hết, hoàn toàn không thấy một chữ mà Yến Trương ở đây. TV đang coi lại đây nè, không thấy chị Yến Trương đâu hết, làm sao mà TV mời lên được. Tại vì chị muốn là TV phỏng sáng cho chị về cái dân oan, mà dân oan ở bên Việt Nam, mà dân oan ở Thủ Thiêm đó. Thì chị, nếu mà chị nghe đó, chị Yến Trương, chị đánh TV một cái dòng text chat để TV có thể mời chị lên. Mà không biết TV mời bằng cách nào nữa đây nè. Mời bạn bè nè, mời bạn bè. Đúng rồi, nếu mà chị có dánh mời Yến Trương nha, để TV mời Yến Trương thử nha. Rồi mời nè, rồi. Đó, đã mời rồi đó. Xong. Rồi. Mời rồi đó Nga chị. Mình nó còn lòng cộng, mình không không có rành gì livestream, lâu lâu mình livestream lần đó, nhưng mà từ rồi sắp tới mình hứa sẽ livestream nhiều nhiều cho quý cho em nha. Mình thấy tình hình của đất nước mình cần phải livestream rất nhiều. Rồi đó, Yến Tiên tham gia rồi nè. Rồi mình mời đó, mình mời chị Yến Trương, không biết vô được không nha. Đã mời rồi đó, xong rồi đó. Chị Yến Trương có thấy vô gì được không? hay là cái này phải dùng phone, mình không hiểu nha. Đã tham gia thôi thôi mình, nhưng mà mình không biết có mời được hay không. Mời rồi đó chị Yến Trương ơi, để mình mời lại lần nữa coi. Đã mời rồi. Mình đã mời rồi. Mình mời rồi chị rồi đó. Rồi, mình nói về những cái tên mà phản bội tổ quốc. Là khi quý anh chị em vào vào những cái phường, những cái văn phòng của phường, xã, quận, huyện. Thôi chị Yến Trương ha, tạm thời mình không biết, thành ra mình không có mời được chị Yến Trương. Bây giờ mình cứ tiếp tục nói chuyện về cái phần
phản bội Tổ quốc chút xíu rồi cỡ khoảng 15 phút nha. Rồi anh chúng ta thấy ở ngay phường xã quận huyện ha, những cái văn phòng đó chúng ta đều thấy cái gì? Đầu tiên chúng ta thấy là cái băng rôn là Đảng Cộng sản Quang Vinh Quân Năm, thì cái đó TV mới nói rồi. Kế đó xuống đó là một cái lá cờ Búa Liềm bên tay trái, mà chúng ta biết được rằng là ngôn ngữ chúng ta là đọc từ trái qua phải luôn. Thành ra bên trái là trước tiên, bên trái là trước tiên, thành ra nó coi tổ quốc mình là cái gì, đúng không? Hồi nãy TV nói là quân di quý, là quân là chính phủ đó, quân là vua đó, nhà nước đó. Quân di khinh, dân mới là vi quý, người dân mới là được được là trước hết. Rồi xã tắc thứ chi là về luật pháp, về hành chánh là cái thứ hai, đúng không? Đến cái thứ ba mới là quân, là vi khinh, là chúng ta không cần phải xem trọng, đúng không? Đằng này nó đưa cái đảng của nó lên trước cả tổ quốc nữa. Khi mình nói đến dân tộc là mình nói đến tổ quốc là mình nói đến toàn dân, đúng không? Tổ quốc cái nghĩa nó rất là đơn giản thôi, cái nghĩa của nó là cái mảnh đất giang sơn hình chữ S, có Hoàng Sa, Trường Sa và có hun đúc cái tinh thần của tiền nhân, của liệt sĩ, của Quang Trung Lê Lợi, của những người đã chết đi để mà xây dựng nên cái tổ quốc này. Thành ra nó nói tổ quốc là có cái đời chuyển tiếp từ thế hệ đi trước trên đến thế hệ sau mới gọi là tổ quốc. Cộng sản nó không có tổ quốc, nó không có tổ quốc, nó là những người phản bội tổ quốc thôi. Thành ra nó mới đưa cái cờ Búa Liềm của nó lên trước hết, là cờ đảng của nó trên trước, nó lên cả trước tổ quốc. Rồi chị Yến Trương ơi, không không có mời được đâu, để dịp khác đi chị Yến Trương ơi, tại vì anh đang nói chuyện nha, xin lỗi chị ha. Rồi dịp khác đi. Đó thì cái cờ tổ quốc nó tượng trưng cho cờ Búa Liềm, nó tượng trưng cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì chúng ta biết đây là một cái đảng phản quốc. Đảng phản quốc mới đi trước cái tổ quốc. Chúng ta không chấp nhận những cái tên phản quốc như vậy. Chúng ta quý bạn đó vào cái trang nhà của Nguyễn Phú Trọng đi. Quý bạn thấy hai cái lá cờ, một cái lá cờ bên tay trái là lá cờ đảng, một cái lá cờ bên tay phải là lá cờ Phúc Kiến. Mà Phúc Kiến các bạn trong nước đó thì còn trẻ không hiểu được thì chấp nhận, bạn còn trẻ bạn bị đầu độc, bạn đâu có biết, bạn chỉ thấy rằng là lá cờ Phúc Kiến là lá cờ của giặc Tàu đó, mà bạn cho là lá cờ phục tổ quốc đó. Khi mà bạn hiểu nó là cả lá cờ tổ quốc, xin lỗi bạn hiểu nó là lá cờ tổ quốc thì bạn phải tuyệt đối chống cái lá cờ Búa Liềm. Búa Liềm là cờ đảng, không có thể nào mà đứng trước cái lá cờ tổ quốc được. Thành ra bạn phải hiểu rằng lá cờ Búa Liềm Đảng Cộng sản là phản quốc. Nó là phản quốc. Chúng ta phải nên nhớ tổ quốc là trên hết, trên tất cả mọi đảng phái. Tổ quốc là dân tộc, tổ quốc là 95 triệu dân, một gần 100 triệu dân này, nó là tổ quốc, là nó có luôn cả dân tộc, nó có lãnh thổ, nó có Hoàng Sa, Trường Sa, nó được hun đúc bởi tinh thần anh linh của tất cả những người tiền nhân. Thì chúng ta hiểu rằng, chúng ta phải khẳng định rằng Đảng Cộng sản phản quốc, và tất cả những người thành viên của Đảng Cộng sản, những người đảng viên của Đảng Cộng sản là phản quốc. Chúng ta phải khẳng định một điều đó. Ngày nào anh còn giữ cái tấm thẻ đảng là anh là phản quốc.
không có chạy đi đâu được ấy. Tại vì nếu mà anh không phản quốc á, anh phải bắt thằng cộng sản kéo cái lá cờ đó xuống, lá cờ Bú Liềm anh phải kéo xuống, phải đứng sau cái tổ quốc. Anh sẽ lấy kéo cái lá cờ Bú Liềm đó, đặt nó ở vị trí đằng sau cái lá cờ đỏ sao vàng mà tuổi trẻ nghĩ rằng là cái lá cờ đó của tổ quốc. TV tạm thời TV chấp nhận cái điều đó, nhưng mà sự thật TV biết rõ nó là cái lá cờ Phúc Kiến. Nhưng mà tuổi trẻ phải nhìn ra tổ quốc là trên hết. Đảng nó chỉ có 4-5 triệu dân thôi, nó không thể thay thế cho tổ quốc được. Mà ngày nào nó còn lá cờ Bú Liềm, chúng ta phải khẳng định nó là cờ là treo thịt dê, treo đầu dê mà bán thịt chó. Những cái tên cộng sản như vậy nó không thể nào đại diện cho tổ quốc mà nó là đứng trước cái lá cờ của Phúc Kiến được. Điều đó là điều khẳng khẳng định rồi. Còn Hồ Chí Minh là một cái tên gián điệp Việt Cộng, nó là một cái tên hồ quang, và nhiều người đã hiểu điều đó, biết bao nhiêu tài liệu về như vậy mà chúng ta lại không tin. Đâu có người nào mà tàn tàn ác với quê hương mình như vậy, đâu có một người nào tàn ác giống như là Hồ Chí Minh đâu. Sẵn sàng chia đôi cái đất nước của mình, sẵn sàng gọi là đốt cả dãy Trường Sơn để chiếm miền Nam, sẵn sàng đánh chết hết tất cả người Việt Nam, còn một mình người Việt Nam cũng đánh nữa. Còn một người cũng đánh nữa. Đó là chủ trương của cộng sản. Đó. Đánh hết Việt Nam, đánh chết hết, còn một người Việt Nam cũng chống Mỹ nữa. Thử hỏi hết người Việt Nam thì cái đất nước này nó ở đâu? Hết người Việt Nam rồi thì cái đất này nó, thằng Tàu nó tràn vô thôi. Tất cả đều là phục vụ cho ý Tàu. Thử hỏi Hồ Chí Minh là ai? Chia cái đất nước là phục vụ theo ý Tàu rồi. Ý của Mao Trạch Đông bắt tay với Pháp rồi kêu gọi rồi ký hiệp định Genève để mà chia hai lãnh thổ. Không có một người Việt Nam yêu nước mà chấp nhận việc chia hai đất nước. Ở Việt Nam, ở ở miền Nam, ông Ngô Đình Diệm cũng cử gọi là bác sĩ, gọi là bác sĩ Trần Văn Đỗ. Bác sĩ Trần Văn Đỗ lúc đó là coi như là tổng trưởng ngoại giao của chính phủ miền Nam Việt Nam. Thì bác sĩ Trần Văn Đỗ chỉ lợi tham dự hội đàm Paris, hội đàm Geneva với bên kia là Phạm Văn Đồng, bên kia là Chu Ân Lai. Trung Cộng là cử Mao Trạch Đông, cử Chu Ân Lai. Bác sĩ Trần Văn Đỗ chỉ biết ôm mặt khóc thôi, nhất định không có ký vào bản hiệp định Geneva 1954. Bác sĩ Trần Văn Đỗ, đó là cái lịch sử của quý chị để ý đến điểm đó. Không có người Việt Nam mà chấp nhận chia đôi đất nước rồi rồi người bên này bên kia chiến tuyến rồi kẻ thù với nhau. Mà cộng sản nó sẽ chia đôi đất nước. Tại sao? Đó là ý của thằng Tàu đó. Cũng Mao Trạch Đông đó. Tại sao nó chia đôi đất nước mình? Tại vì nó muốn dân tộc Việt Nam mình yếu đi. Nam Bắc giao tranh đánh với nhau yếu đi để mà nó thôn tính về sau này đi. Tại vì cả ngàn năm nó muốn thôn tính rồi mà nó không thôn tính được. Mà ngày nay nó có cái cơ hội để nó thôn tính cái đất nước Việt Nam. Thì nó rõ ràng như vậy thôi. Bởi vì nó mới bắt người dân phải suy tôn một cái người mà suy tôn một người mà Hán như vậy, một người Tàu như vậy. Suy tôn là cha già dân tộc. Suy tôn gọi là Bác Hồ. Trời đất ơi, cả một dân tộc này phải gọi đó là Bác Hồ. Chúng ta thấy đau thương cho cả dân tộc không? Quá đau thương. Chúng ta thấy đau thương sau 3 lần đổi tiền không? 3 lần đổi tiền dẫn một cái hình Hồ Chí Minh.
Còn toàn thể anh hùng dân tộc của chúng ta đâu rồi? Chúng ta thấy toàn thể anh hùng của dân tộc Hai Bà Trưng, Bà Triệu, rồi Lợi Lai, Lợi Lợi, rồi Du Quán Trúng, tất cả anh hùng của dân tộc ta, nói chúng nó là bỏ rác, không được phép, không được phép nằm trên cái đồng tiền hồ. Chỉ có một mình Hồ Chí Minh thôi, Hồ Chí Minh cũng chỉ là một con người thôi. Mà tại sao chúng ta chấp nhận như vậy? Chúng ta không thể nào chấp nhận. Chúng ta phải khẳng định đây là những cái hành động phản quốc của Đảng Cộng sản. Chúng ta cần phải lên án cho đến ngày nó phải chấp nhận hình, chấp nhận những cái hành động sai trái của nó, là đặt cái lá cờ Đảng trước cái lá cờ Tổ quốc. Chúng ta giả sử thôi, chúng ta giả sử chúng ta là thanh niên, chúng ta giả sử rằng chúng ta bị đầu độc từ nhỏ, phải yêu mến cái lá cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến. Chúng ta không biết là của tỉnh Phúc Kiến, TV 256 chấp nhận điều đó. Nhưng chúng ta phải nói thẳng vào với bộ mặt của thằng Đảng Cộng sản. Chúng ta phải nói thẳng, dám nói thẳng, phải đặt Tổ quốc lên trên hết. Tổ quốc trên hơn hết là cái cờ Đảng Cộng sản Việt Nam, cái cờ Búa Liềm phải nằm sau cái lá cờ Tổ quốc. Chúng ta phải đòi hỏi điều công bằng đó. Chúng ta dám làm không? Đó là việc đúng đó. Chúng ta làm được cái điều đó là chúng ta giải thể được cái Đảng Cộng sản này rồi. Nói thật nhé, chỉ cần một đàn điểm nhỏ đó thôi. Khó không? TV nghĩ nó không khó. Tại vì chúng ta nói đúng, chúng ta phạm, chúng ta nói điều phải. 10 năm nữa sao? Bạn Hoàng Nguyễn. Thành ra đó, chúng ta phải tranh việc, tranh đấu một cái việc nhỏ đó đi. Tất cả mọi người tập trung cái tranh đấu, cái việc mà tất cả những cái dân phòng phường nè, quận nè, xã nè, dân phòng tòa án nè, chúng ta đòi hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam phải nằm sau cái lá cờ Tổ quốc, cho là chấp nhận cái lá cờ Tổ quốc là lá cờ Phúc Kiến đi. Tại vì chúng ta bị nhồi sọ từ hồi nhỏ tới lớn, chúng ta không hiểu, chúng ta nhận cái lá cờ đỏ sao vàng là cái lá cờ Tổ quốc. Ngày nay cái điều đơn giản, chúng ta đòi hỏi điều đơn giản đó ở mọi cái cơ sở hành chánh ở trong đất nước, chúng ta phải làm. Khi nào chúng ta đấu tranh là dù một cái việc mà nhỏ đó, chúng ta phải làm. Nhưng mà sự thật, cá nhân TV 256 thấy đây là một chuyện lớn, chứ không phải chuyện nhỏ đâu. Cái chuyện lớn đó, tại vì chúng ta không thể nào chấp nhận đất nước Việt Nam này có những cái con người phản bội Tổ quốc như vậy. TV hiểu rằng mỗi người dân Việt Nam đều yêu thương đất nước của mình, kể cả người Cộng sản. TV hiểu được điều đó. Các anh là Cộng sản, các anh vẫn yêu thương cái đất nước của mình. Nhưng mà tại sao các anh chấp nhận cái Đảng Cộng sản, tuyệt đối trung thành với Đảng, cũng là phản quốc? Đó là trong cái cương lĩnh của Đảng Cộng sản. Nó bắt người dân, nó bắt những người theo Đảng phải tuyệt đối trung thành với Đảng. Cái đó là phản quốc đó, thưa quý anh chị em. Thuốc phản quốc đó, đừng có nghe theo lời nó. Mình phải đấu tranh cho cái điều đúng. Mình không có thể chấp nhận như vậy được. Tức chứ. Mỗi lần mà TV nói những điều này, TV rất là căm phẫn. Mà TV chịu đựng không nổi. Cái chân lý nó là như vậy. Cái chân lý là tất cả mọi điều, người đều dân đều yêu mến cái Tổ quốc của mình, và đặt cái Tổ quốc của mình lên trên hết, trên tất cả.
chứ không phải là Đảng Cộng sản mà tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản được. Đó là những điều sai trái mà chúng ta phải cất tiếng nói. Chúng ta có quyền chứ. Ví dụ mấy anh em mà trong đảng viên đó, mấy anh em thức tỉnh đi, mấy anh suy nghĩ lại coi, có phải mình cần cái đặt cái tổ quốc của mình lên trên hết không? Mình suy nghĩ thử lại coi, tại sao 3 lần đổi tiền chỉ có 1 đồng hồ, tổ quốc mình ở đâu? Tổ quốc mình lê lai lê lợi quan trung hải bạch trướng ở đâu, phải không? Mà tại sao không có trên mặt tiền mà chỉ có một Hồ Chí Minh, vậy là tổ quốc sao? Nội mà cách mà dùng cái đồng tiền Hồ Chí Minh là cũng nó phản bội cái tổ quốc của mình. Đảng Cộng sản đang phản bội cái tổ quốc của mình, những tên cầm quyền đang phản bội cái tổ quốc của mình. Chúng ta không thể chấp nhận được, chúng ta đòi hỏi những điều chính đáng. Thì được, ngày hôm nay nói thật, cá nhân TV có nói những điều nó hơi lớn, mà TV đó, tại vì cái tánh nó vậy, nhiều khi đó mà mình thấy rất là thương mến những cái người mà biết trầm tĩnh. Thí dụ TV26 rất quý chị anh Chi đó, một cô phụ nữ nói chuyện rất là trầm tĩnh, nói nhỏ nhẹ, đi vào lòng người. Mà hễ mà gặp TV256 là TV kìm dữ lắm rồi đó. Chứ mỗi lần đó, mình nói theo cái bản năng, bản tính của mình đó, mình nói dữ lắm, rồi mình nói lớn nữa. Mình đã ráng nói từ từ nhỏ nhẹ để đi vào lòng người, nhưng mà rốt cuộc mình thấy nó trái tai gai mắt đó, mình thấy nó mình phải nói lớn như vậy. Thành ra mong rằng quý anh chị em thông cảm, mà TV hứa rằng mỗi clip TV gửi đến quý anh chị em, TV sẽ nói nhẹ nhàng, đi vào lòng người hơn là những cái nói chuyện mà nó mang nhiều cảm xúc quá, nó cũng không đúng, nó dễ bị người ta nói và xa lánh lắm, tại vì nói mình dữ quá, đúng không? Nhưng mà TV ráng học, nói thiệt ráng học, giống như chị anh Chi đó, ca sĩ anh Chi đó, mà TV rất rất quý mến, mà mỗi lần nghe ca sĩ anh Chi là TV thấy nó rất là thấm thía. Thùy Dương cũng vậy, Thùy Dương cũng rất hay, đúng không? Rồi rồi còn ở trong nước thì có Cát Linh nè, không? Rồi cô Yến Yến Trần đó, Yến Trần bây giờ sao ít thấy xuất hiện. Đại khái là TV rất quý mến những người livestream như vậy. Thành ra TV phổ biến là rất là nhiều livestream của quý anh chị em. TV cũng phổ biến anh Benny Trương nè với anh Tăng Thái đó, nhưng mà vừa rồi TV bị một cái Tăng Thái bị một cái strike nha nhắc đến anh Tăng Thái đó. Mà TV cũng phản đối YouTube về cái hành động cho TV cái strike về cái clip của anh Tăng Thái. Thành ra anh Tăng Thái có quyền, đối với TV có quyền tự do ngôn luận, có quyền cầm cái bình xăng bình bình rỗng nhưng mà những người á mà thực hiện theo cái ý anh Tăng Thái á, thì người ta anh Tăng Thái có quyền nói, và có những người có quyền làm theo, có quyền không làm theo, trường hợp rất là bình thường, đúng không? Chứ mình đừng có nói rằng là anh Tăng Thái nó ổng có quyền tự do, mà tại vì thằng cộng sản nó quá ác đi, thằng cộng sản nó quá ác đi, tất cả những cái hành động đó nó thua xa cái cộng sản. Thành ra nhiều khi đó anh em mà đấu tranh đó, mình tha thứ nhau được, mình tha thứ,
Hiểu không? Đừng có chống ai. TV, lập trường của TV không chống ai hết. Ai mà đấu tranh là TV đều quý mến hết đó. Mình chấp nhận đi, người ta nói xấu gì mình đó, thì mình cứ chấp nhận, mình lắng nghe. Thấy không? Chứ mình đừng có đánh, đánh nó dễ đi đến tan nát lắm. Rồi người mà ở ngoài đó người ta không biết ai là cộng sản, ai là người đấu tranh thật sự, rồi làm sao, làm sao mình giải quyết đấy? Không thể giải quyết được. Thành ra tốt hơn là nên im lặng, không? Tốt hơn là nên im lặng, đừng có đánh nhau, là đã đoàn kết rồi. Khi mà chúng ta không đánh nhau là đoàn kết á. Tại vì tại sao chúng ta phải mất bảy mà đánh lại họ? Chúng ta không mất bảy điều đó, mấy chục năm đấu tranh để TV hiểu điều đó. Không bao giờ mà đánh, ai muốn đánh gì thì TV thì đánh đó. TV nhớ lại đó, nó viết một cái bài gọi là nó tình tứ đồ này đó, viết cũng bài dài lắm. Nó cho TV rằng là làm sao rồi lấy chồng Mỹ như thế nào, làm sao đủ thứ hết á. Tại vì nó lúc đó TV lấy tên là Mỹ Lê Nguyễn mà, thành ra nó đặt tên người chồng của TV, bây giờ mình không nhớ hết. Dạ chào Thảo Hương ha. Thì đó, mỗi ngày đó TV sẽ ráng nói chuyện và nói bằng những cái lời chân thành, từ tốn, đừng có trở thỏ thái độ mà hung dữ, nó không nên. TV thấy nhiều người giữ cái bản lãnh đó rất là hay, và TV sẽ ráng bắt chước, đúng không? Và TV hứa sẽ làm đó. TV chuẩn bị máy móc đủ đủ hết rồi, rồi TV sẽ làm livestream á. Nhưng mà tại vì đó, hiện tại YouTube nó cấm TV đủ thứ hết á. TV bị report quá nhiều luôn, nhà nước cái kéo, nó có thể nó kiện cáo YouTube là nó kéo clip của TV xuống, kéo clip của TV 256 xuống, mà nó nói là YouTube nó cũng bảo vệ mình chút xíu chứ không phải không. YouTube nó nói bây giờ những cái clip đó nó không được cho vào nước, ở trong nước không coi được nhưng mà ở hải ngoại coi được đó. Thì hiện tại thì TV vẫn bị hai cái à, hai cái stray. Chưa thoát đâu, chưa thoát được YouTube đâu. Tụi nó cứ report hoài thôi, mình chịu thôi, mình phải kiên trì thôi mà. Dạ, mình chào Lily nha. Rồi bây giờ quý anh chị em còn còn muốn TV chia sẻ về vấn đề nữa không? Tại vì hiện tại thì TV đã chia sẻ 1 giờ 13 phút rồi đó, là mình thấy nó dài quá sẽ dễ chán lắm. Thành ra mong rằng TV chấm dứt hôm nay nha, chấm dứt bây giờ đi, để ngày mai rồi TV sẽ nói chuyện tiếp thêm nữa. Nó nhiều điều để nói lắm. Mình dở ra cái báo của Nguyễn Phương Phúc, Nguyễn Phú Trọng là mình thấy nhiều điều mình cần phải lên tiếng rồi, thấy không? Thành ra hy vọng đó là TV ráng nói mỗi ngày đó, thiệt á, TV ráng nói mỗi ngày. Quý anh chị nhớ nhớ ủng hộ chương trình ở TV256 nha. Rồi thì đó, tôi TV phục anh Benny Trương, nói thật đó, anh TV bái anh luôn đó. Mỗi ngày với anh Tân Thái cứ kiên trì hoài, nói thiệt, TV rất là thương những người này, thương người là kinh khủng luôn á. Chị Ly Sa Phạm nữa, trời đất ơi. Rồi anh Trương Quốc Huy nữa. Anh Trương Quốc Huy á, thì nói thiệt, TV không có tâm mà thù ghét anh đâu. Tại vì
Hoàn toàn TV không có tâm thù ghét anh, nhưng mà TV có một lần TV cũng bị anh chơi anh cứu, nhưng mà không sao, bỏ thôi, không không muốn nói gì đó nữa. Nhưng mà TV thấy hiện tại anh làm cái channel mà Ten TV đó, 10 TV đó, là TV rất là khoái. Những điều mà anh Trương Quốc Huy đó, quý anh chị cũng nên theo dõi cái đài N1 TV đó, N10 TV đó, rất là hay. Anh Trương Quốc Huy bình luận rất là hay, rất là hay, tại vì ảnh sống trong cái chế độ cộng sản đó, ảnh biết nhiều điều rất là hay mà không thể bỏ qua được, biết không? Thành ra quý anh chị em cũng nên đón đón xem cái channel của Anten TV nha, do anh Trương Quốc Huy phụ trách đó. Nhưng mà TV cũng nhắc nhở thêm quý anh chị em á, một cái điều mà cần thiết của cái clip hôm nay đó là TV mong mỏi rằng quý anh chị em nào đó mà mình bị những quý anh chị em khác đánh đó, mình bị đánh đó, đừng đánh lại. TV chỉ có khuyên một điều đó, đừng đánh lại, kệ người ta, hiểu lầm mình chấp nhận, người ta chụp mũ mình cái nón cối mình chấp nhận, không sao. Mình chỉ làm những việc cho quê hương đất nước của mình, thì từ từ đó mọi tai tiếng nó đi hết. Người ta nhìn vào cái công việc của mình, tự nhiên tai tiếng nó biến mất, nó không có ảnh hưởng gì hết. Tại sao mình phải đánh lại? Đừng đánh lại quý anh chị em, mình đánh lại là tan nát hết. Người dân ở ngoài người ta không nhìn thấy, người ta chỉ thấy không biết con này có phải là cộng sản không, hoặc là con kia là cộng sản, rồi làm sao giải quyết? Và tất cả những cái video đó mà TV thấy có cái sự mà đánh lại đó, TV không bao giờ TV sản xuất ấy. TV không bao giờ đưa vô channel TV256 của mình, TV không chấp nhận điều đó. Chỉ có thể một vài video nó dài quá là nhiều khi mình nghe không hết, chứ nếu mà mình thấy mà có cái phần đó mà đánh lại với nhau đó, TV không sản xuất, TV không đưa lên YouTube. Đó là cái chủ trương của TV256. Có thể anh em mình nhắc nhở chút xíu thì ok, chứ không đánh lại, hiểu không? Có thể mình nhắc nhở chút xíu thôi thì được. Rồi, đội nó cối khi ra chiến trường an toàn nên TV à. Đúng rồi, rồi ai cũng tay cộng sản đó, thấy không? Thành ra cái cách hay nhất là giữ im lặng. Mà TV nghĩ rằng trên đây có cô Thùy Dương chắc cũng đồng ý TV26 về điều đó chứ hả? Giữ im lặng đi, chỉ có phản biện khi nào mà người ta nói sai sự thật một vấn đề gì đó thì mình nên phản biện nhẹ một chút xíu vậy thôi, mình đừng có đánh người ta, mình đánh mất cái hòa khí. Rồi nhiều khi người anh em đó nó không đủ kiến thức giống như mình, người anh em đó không có đủ mà khả năng để mà nhận định giống như mình, chứ sự thật ảnh cũng chưa là cộng sản nữa, mà họ chụp mình, họ chụp họ đánh, mỗi người tư tưởng mỗi khác mà làm sao mà giống nhau được. Thấy cũng đau lòng chứ, vừa hôm qua em kia đây thấy mà có ông này ông đánh chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh quá sức trời, mình thấy đau luôn á. Nhưng mà mình cũng đâu dám đâu, hiểu không? Họ cũng có quan điểm của họ, mình cũng có quan điểm của mình, hiểu không? Vài người đó không sao hết á, vài người đó đánh chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không sao hết á. Sẵn đây mà nếu mà chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mà có nghe clip này thì TV đề nghị đó cũng là nên im lặng thôi,
chúng ta nên im lặng là cái đó là giải pháp hay nhất, và chỉ phản biện khi những cái gì mà chúng ta thấy sai sự thật thì phản biện nhẹ tí xíu là đủ rồi, chứ đừng có đánh ha. Rồi TV xin cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha, cảm ơn tất cả mọi người. TV xin dừng livestream lại ở đây và chào quý anh chị em.